Hai ô tô đã lao xuống sông khi đoạn cầu cao tốc ở tỉnh Hắc Long Giang phía Đông Bắc Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi. Tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tin tức Việt và sau đây sẽ là nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Lũ dữ cuốn trôi cầu cao tốc ở Trung Quốc, hai ô tô lao xuống sông. Trung Quốc lũ lụt nghiêm trọng, hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Đường phố ngập thành sông, phép thử cho hệ thống ứng phó thiên tai của Trung Quốc. Lũ giữ cuốn trôi cầu cao tốc ở Trung Quốc, hai ô tô lao xuống sông, lũ quét cuốn trôi một phần cây cầu dọc theo đường cao tốc Cáp Nhĩ Tân, mẫu đơn giang. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ công ty nhà nước quản lý giao thông đường cao tốc trong tỉnh Hắc Long Giang. Vụ việc khiến ít nhất hai phương tiện rơi xuống sông vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng. Sứ mệnh giải cứu các phương tiện bị rơi đang được triển khai hạn chế giao thông được áp đặt với phần đường cao tốc bị hư hại trong mưa lũ theo beijing news chưa có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc cho tới chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương cơ quan thời tiết tỉnh hắc long giang đã phát cảnh báo đỏ về mưa bão áp dụng với các đô thị trong đó có mẫu đơn giang và thủ phủ cáp nhĩ tân trung quốc đang trải qua đợt lũ lụt do mưa lớn ở một số vùng của đất nước Cơ quan Thời tiết Trung Quốc thông tin, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong ít nhất 140 năm qua khi hoàn lưu bão Dosuri quét qua khu vực. Khi hoàn lưu bão Dosuri di chuyển tới tỉnh biên giới phía đông bắc của Trung Quốc và mưa bắt đầu giảm dần, nhiều vùng ở Trung Quốc đang vật lộn để xả nước lũ an toàn cho các tuyến đường thủy và hồ chứa, đồng thời giải cứu hàng chục nghìn người bị mắc kẹt do nước lũ. Lưu vực sông Hải Hà, nơi hội tụ của năm con sông ở miền Bắc Trung Quốc, đang trải qua quá trình tiến triển lũ lụt và hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ đang trải qua thử thách khắc nghiệt nhất kể từ trận lũ lụt năm 1996. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lưu ý, mùa hè năm 1996, lũ lụt quy mô lớn ở khu vực sông Dương Tử, miền Trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.800 người làm hư hại hàng triệu ngôi nhà và khiến nhiều vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt. Giờ trước tỉnh Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp thiên tai từ cấp 3 lên cấp 2, trong khi Bắc Kinh giữ nguyên cảnh báo về sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Có thể mất tới một tháng để nước lũ rút hết ở Hà Bắc. Một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, cho đến nay khoảng 100.000 người ở Trác Châu, thành phố ở Hà Bắc đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt, đã được sơ tán, tương đương 1 phần 6 dân số thành phố. Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở Trác Châu là thị trấn Mato, nơi đường xá biến thành sông. Nguồn cung cấp điện và nước uống bị cắt, mất tín hiệu điện thoại di động, người dân bị mắc kẹt trong nhà. Truyền thông nhà nước cho biết lực lượng cứu hộ từ khắp Trung Quốc đã nộp đơn xin hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Trác Châu. Ngoài bão Dosori, Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ mưa lũ nhiều hơn khi bão Khanun đang di chuyển trên biển Hoa Đông và dự báo tiếp cận các tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc. Trung Quốc lũ lụt nghiêm trọng, hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi bị hư hại nặng, hàng trăm ngàn người đã phải đi sơ tán khẩn cấp. Ngoài thiệt hại về vật chất, thiên tai cũng làm hàng chục người tử vong hoặc mất đích, cùng hàng trăm người khác phải sơ tán. Tại thủ đô Bắc Kinh, kể từ cuối tuần trước, lượng mưa ghi nhận ở khu vực này đã chạm mốc cao nhất trong vòng 140 năm qua trở lại đây. Cụ thể, Cục Khí tượng Bắc Kinh cho biết đã ghi nhận lượng mưa lên tới 744mm. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy mưa khiến cho nhiều tuyến đường lớn ở Bắc Kinh ngập nặng. Có nơi nước lên cao quá nóc ô tô, cùng hàng dài phương tiện di chuyển bị người dân bỏ lại gây ùn ứ. Hầu hết hệ thống điện và nước ở thủ đô bị nước lũ làm hỏng, không hoạt động được. Các trận mưa như chút nước này đã khiến khoảng 127.000 người phải sơ tán khẩn cấp, đã có ít nhất 21 người thiệt mạng trong đợt lũ lụt này. Một nạn nhân trong số đó là nhân viên cứu hộ 26 người khác cũng bị thông báo đang mất tích. Ngoài Bắc Kinh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trác Châu, một thành phố nhỏ ở tỉnh Hà Bắc giáp với phía tây nam thủ đô. Trác Châu nằm ở nơi giao nhau của một số con sông, nên khi nước lũ di chuyển xuống hạ lưu càng khiến cho tình trạng ngập úng trở nên nghiêm trọng hơn. Với hơn 650 ha đất nông nghiệp chìm trong biển nước, Chính quyền tỉnh Hà Bắc đã ban bố tình trạng khẩn cấp với lượng mưa trung bình đo được từ ngày 29 tháng 7 lên tới 355 mm, cao nhất ở khu vực này kể từ tháng 7 năm 2012. Một số khu vực của Trác Châu lúc này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và mất điện một phần, trong khi các vật dụng cứu hộ như xuồng và áo phao cũng đang dần cạn kiệt. Hơn 9.000 nhân viên cứu hộ chia làm nhiều đội đang làm việc cật lực để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong nhà nhưng chưa rõ con số chính xác số người còn bị kẹt. Các đội cứu hộ từ các tỉnh khác đã đến Trác Châu để hỗ trợ việc sơ tán. Chúng tôi phải nắm bắt từng giây từng phút để cứu người. Anh Hồng Hùng Uy, nhân viên cứu hộ ở Trác Châu cho biết, anh cho biết đã làm việc liên tục từ 2 giờ sáng ngày 2 tháng 8, ngay khi đặt chân tới thành phố này. Ước tính có khoảng 60 người đã được đội của anh ứng cứu kịp thời trong đó có nhiều người cao tuổi và trẻ em hãng thông tấn tân hoa xã cảnh báo tình trạng lũ lụt hiện tại đang tạo sức ép lớn lên hệ thống kiểm soát lũ lụt phản ứng thiên tai của trung quốc ở lưu vực các con sông lớn như hải hà các hệ thống này đang làm việc cật lực để lượng nước được giữ ổn định. Đây là những kinh nghiệm rút ra từ đợt lũ vào năm 1996 ở lưu vực sông Dương Tử, làm gần 2.800 người thiệt mạng và làm hư hại hàng triệu ngôi nhà. Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã nhận thức được nguy cơ ngập úng trong đô thị khi tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây đã tạo ra những khu vực đô thị rộng lớn xây tràn vào các vùng trũng, khiến cho việc thoát nước bị tắc nghẽn. Thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu toàn cầu cũng gây nên các đợt lũ lụt sau này. Tuy nhiên, dữ liệu chính thức từ các cơ quan Trung Quốc vẫn cho thấy khoảng 96% trong số 654 thành phố lớn của Trung Quốc dễ bị lũ lụt và ngập úng. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa ở các tỉnh Đông Bắc có thể tăng tới 50% trong tháng 8 năm nay, trong khi đó một báo cáo của tổ chức Greenpeace East Asia vào năm 2021 Tiến hành lập bản đồ rủi ro khí hậu ở các khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, Thâm Quyến, đã phát hiện rằng rủi ro khí hậu do nhiệt độ cực cao và lượng mưa cực lớn đang gia tăng nhanh nhất ở các khu vực đô thị nhỏ bên ngoài trung tâm thành phố lớn. Bên cạnh đó, hơn 50% khu dân cư ở Trung Quốc không có sự chuẩn bị kỹ đang phải đối mặt với rủi ro gia tăng ngày càng nhanh do biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng liên quan. Đũ lụt hoặc sạt lở đất, các thành phố trên khắp Trung Quốc được cảnh báo cần phải phát triển nhanh chóng hệ thống cảnh báo sớm và các kênh phản ứng nhanh từ các cơ quan chức năng cũng như gia cố cơ sở hạ tầng để chống chịu với thiên tai. Đường phố ngập thành sông, phép thử cho hệ thống ứng phó thiên tai của Trung Quốc, từ việc xả lũ nguy hiểm do mực nước các sông dâng cao đến cư dân bị mắc kẹt trong các thành phố ngập nước. Thực trạng này đang thách thức hệ thống ứng phó thảm họa với lượng mưa kỷ lục kéo dài thời gian rút nước mất nhiều tuần sau cơn bão mạnh trong nhiều năm. Khi cơn bão Dosuri đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, mưa lớn đã chút xuống và vỡ kỷ lục mưa 140 năm ở Bắc Kinh. Thậm chí lượng mưa đổ xuống Hà Bắc còn vượt tổng lượng mưa cả năm. Tiếp tục khi tàn dư của cơn bão đến các tỉnh biên giới phía đông bắc của Trung Quốc và mưa bắt đầu giảm dần một khu vực có diện tích bằng nước anh phải vật lộn với công tác hậu cần để xả nước an toàn cho các tuyến đường thủy và hồ chứa đồng thời giải cứu hàng chục nghìn người bị mắc kẹt trong nhà Lưu vực sông Hải, nơi hội tụ của năm con sông ở miền Bắc Trung Quốc, đang trải qua quá trình tiến hóa lũ. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, các hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ được cho là phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất kể từ trận lũ lụt năm 1996. Mùa hè năm 1996, lũ lụt trên diện rộng ở lưu vực sông Dương Tử, miền Trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.800 người, làm hư hại hàng triệu ngôi nhà và khiến nhiều vùng đất trồng trọt bị ngập lụt. Các nhà chức trách ở Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp thiên tai từ 2 lên 3 trong khi Bắc Kinh đã giữ nguyên cảnh báo về sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Nước lũ có thể mất tới một tháng để rút ở Hà Bắc, tại đó thành phố Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một quan chức Bộ Tài nguyên nước tiết lộ, cho đến nay, khoảng 100.000 người ở thành phố này đã được sơ tán tương đương 1 phần 6 dân số thành phố. Từ lâu Trung Quốc đã nhận thức được nguy cơ ngập úng đô thị với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây, đã tạo ra những khu vực đô thị rộng lớn, bao phủ các vùng ngập lũ bằng bê tông. Thời tiết cực đoan do sự nóng lên toàn cầu đang làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 98% trong số 654 thành phố lớn của Trung Quốc dễ bị lũ lụt và ngập úng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc có thể tăng tới 50% trong tháng 8. Một khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở thành phố Trác Châu là thị trấn Ma Tô, nơi đường xá biến thành sông, nguồn cung điện và nước bị cắt, tín hiệu điện thoại di động bị mất và người dân bị mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền cao su tiếp cận người dân bị mắc kẹt ở vùng nước ngập. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, ở những nơi nước cao đến đầu gối, người dân đã được xe chở đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu vẫn gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với thời tiết mưa bão nhiều hơn, với cơn bão Khanun đang di chuyển trên biển Hoa Đông về phía Nhật Bản và dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc trong ngày hôm nay. Đến đây thời lượng của video cũng đã hết, Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh Tin tức Việt. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mời quý vị chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị ở trên màn hình.